Nhận được món quà là chiếc cốc trắng trơn, cô gái thất vọng cho đến khi mang nó ra ngoài chơi. Mới đây, một cô gái đã chia sẻ về món quà cô nhận được và cô có phần đôi chút thất vọng về nó. Trong video có thể thấy đây chỉ là một chiếc cốc giữ nhiệt có ngoại hình màu trắng trơn, không kèm bất kỳ một họa tiết đặc biệt nào. Tuy nhiên thực tế thì không hẳn là như thế. Khi cô gái mang chiếc cốc ra ngoài chơi, điều bất ngờ đã xảy ra. Từ màu trắng, chiếc cốc chuyển thành màu xanh lam, cùng với đó là lời nhắn bí mật cũng hiện lên trên thân cốc. Tên gọi chính xác của loại cốc này là Secret Sunlight Tumbler. Cơ chế hoạt động của nó rất đơn giản, chỉ cần có tác động của ánh nắng mặt trời hay các tia UV, màu sắc của cốc sẽ được thay đổi, những dòng chữ được ẩn giấu sẽ dần dần hiện ra. Trào lưu tặng Secret Sunlight Tumbler đã trở nên phổ biến trên thế giới vào dịp Giáng sinh năm ngoái. Bạn nghĩ sao về kiểu cốc này? Nếu là bạn khi được tặng nó, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Comment ý kiến cho Soho cùng biết nhé!